Hoa Kỳ tố vấn tối cao của Hoa Kỳ, xin lỗi các bạn nha. Đây vũ rồng không bay mà đủ má cái đéo nhớ cái cầu cái thằng chạy vô nhân quá bắn chết mẹ mày. Im đi vũ trụ tân dần, tao xanh giờ dần ngày dần tháng dần luôn cả năm dần luôn. Hội đúng đó, make America again. Make America again. Bầu cử hả? Công bằng á? Bầu cử công bằng, thua chắc. Thua chắc chết mẹ rồi. Hello, thưa quý vị, Phong Lê đây, đang ngồi ở và đằng sau vườn của anh Vũ Râu. Hello các bạn, Vũ Râu xin tổng chào tất cả các bạn nha. Dạ, hôm nay chúng tôi đang mới quay trong cái kịch bầu cử của nước Mỹ với nhà tiên tri vũ trụ quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần. Hôm nay Vũ Râu đóng sơn phim đóng vai Trần Dần. Đây mà như tao không phải đóng, tao đang nhập vai. Qua đây tao dẫn đi qua Mễ, bóp chim mặt nghỉ luôn nha. Hôm nay Vũ Râu nhập vô vai của nhà tiên tri đệ nhất quốc sư vũ trụ Trần Dần. Cầm súng lên đó. Mà các bạn biết đúng Trần rồi. Dần có nghĩa là gì không? Trần Dần có nghĩa là một đống, phải không? Mình nếu mà nói nhanh quá Trần Dần đúng không? Là một đống luôn. Thử cái câu cái câu mà hay nhất của Trần Dần là câu gì nè? Đủ má mấy thằng vô nhân quá. Mày chửi à, đống mẹ mày. Đúng là không đó. Đúng à. Nghe cũng hơi giống hơn. Tao nhập vai, mình nhập vai nhất là cái câu đó đó các bạn. Kết nhất câu đó. Còn câu thứ gì là gì? Tất nhiên là thì hôm nay chúng tôi quay cái này tại vì đang thì bầu cử hình như là hả bên không biết nó xong chưa anh Vũ? Chưa. Bất phân thắng bại. Bất phân thắng bại mà hả mấy nhà báo, mấy cái đài tivi là hả nó cũng đang chúc mừng là trong ông Biden thắng rồi. Đúng. Đúng rồi. Đúng. Mà hả mà cứ không biết là tin tức nó làm sao, nghĩa là những cái đài mà chúc mừng cho ông Biden thắng á là cái những đài đó là cánh tả. À. Đó, thì cái đài đó là thích bên Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ. Fox TV, đó. CNN, tất cả những đài đó mà những đài đó đặc biệt tổng thống Trump kêu những đài đó là fake news. Fake news. Đúng tên không? Giả. Fake news rồi tên giả. Thì thành thử các bạn thấy không? Ngay cả ngày tụi này hôm nay ngồi đây mạng đàm với các bạn. Phong Lê cũng đỏ. Vũ Râu uống cái can màu xanh xanh. Xanh đỏ. Thằng nào mặc đồ xanh là bầu cho Biden. Mặc đồ đỏ, đội cái nón đỏ là bầu cho Trump. Thì nói chung là bây giờ bên Mỹ là cũng chưa biết là có thể là Trump đang ra tòa kiện nữa. Nếu mà ông Trump thắng thì ông Trump làm tổng thống tiếp, mà còn thua thì không biết sao. Bởi vì bên đây là đang cá độ đó, là hả nghe nói là cá độ như sao. Cách đây 3 ngày ở Bosa là đang nóng lên cái vụ cá độ, mà cá độ nóng lắm các bạn. Một ăn một rưỡi. Tất nhiên là câu này cũng Trần Dần nha. Tất nhiên là nếu các bạn cá tổng thống Trump thắng, các bạn thua thì trả có 100 thôi. Nếu các bạn thắng thì các bạn thắng 1.500. Wow. À. Đâu nghĩa là 10 1 rưỡi, 1 ăn 10 á. Một ăn 10 rưỡi. Một ăn 10 rưỡi luôn. Đó. Còn nếu nhưng mà mình mới nghe hôm nay hiện tại bây giờ đây Busa cũng đang xôn xao nữa, là có một cái đường dây nóng khác là chuyên về cái vụ cá độ này, là 1 ăn 10. Bây giờ nó xuống chút xíu rồi. Yeah. Nó hơi bị hạ hết năm. Ví dụ là các bạn cá 100 thì các bạn thua 100, các bạn thắng 1.000. Đâu. Đó, kinh quá. Kinh ghê không? Đó. Thì các bạn, nếu mà các bạn nghe như vậy là các bạn hiểu rằng cái độ nóng, rất là nóng đang ở bên Mỹ như thế nào. Đó. Bởi vậy cho nên các bạn thấy không, ngày hôm nay là Phong Lê, cái nhóm Phong Lê đã qua bên bên nhà của Vũ Râu để anh em mình làm một cái clip hài, rất là hài, nói về đặc biệt cái chuyện bầu cử này giữa Biden và Trump. Rất là đặc biệt. Mình ngày hôm nay là ngày thứ tư ngày thường đúng không? Yeah. Đó. Thì mình thật sự phải làm lẹ, phải làm lẹ, phải làm rất là lẹ. Nếu mà ông Trump thua thì Vũ Râu làm gì hả? Oh shit. Nếu mà Vũ Râu thua, Trump thua đó thì Vũ Râu sẽ hôm bữa làm cái đi block phong đó, nếu mà Trump thua thì anh Vũ sẽ cắt gỗ
cắt cung tự tử, cắt cung tự tử. Cắt cung để tự tử hả? Cắt cung nó không, nó sẽ không tự tử đâu, mà cắt cung nó thành là mà đi tu mà khốn nạn. Nhưng mà không sao đâu các bạn, Trump sẽ thắng. Hãy, các bạn hãy tin vào lời của đệ nhất tiên tri vũ trụ Trần Dần, cố vấn Hoa Kỳ, cố vấn tối cao của Hoa Kỳ. Xin lỗi các bạn nha. Vũ râu học bài mà đụng má nó đéo nhớ tới cầu cái thằng mất chạy vô văn quá bắn chết mẹ mày. Không biết bầu cử với chừng nào mới xong nên phải làm cho lẹ rồi. Hy vọng là về Minh Đi sẽ dừng cái phim này rất là lẹ để ra cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn quý vị lại lần sau. Thank you very much. Hello mọi người, hôm nay là qua nhà anh Vũ quay kịch Trần Dần nha. Đây là phần sau của anh Vũ. Anh Phong với anh Vũ đang ở bên kia đó, thấy không? Con nhà anh Vũ kiểu quá trời cay. Cái tóc nữa nè, thấy không? Này đó. Đó. Đây là cây ngửi. Cây táo tạo. Cây chanh nè. Đó. Cây nhãn nè. Hả? Ông bên kia. Mày ngu quá. Bút bi máy nó đọc ra. Nó nhấn mạnh thì người ta nghe. Bút bi máy nó đọc ra. Đọc lòng, đọc đéo ra. Ủa mà làm sao biết đứa nào thích xong thích bài này? Mày lại ngu tập hai nữa. Thằng nào mặc đồ xanh là bầu cái bài này. Mặc đồ đỏ, rồi cái nón đỏ là bầu cho Trump. Make America great again. Mày lại muốn xem tập 3 nữa, muốn lâu khó đào tạo. Đưa hết bút lông ta.